Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khi tước đoạt mạng sống của người khác, họ không nghĩ sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Hối hận, tuyệt vọng, thiết tha sống là tâm trạng của những kẻ giết người trong ngày đền tội. Vì muốn có tiền tiêu xài, Lê Nguyên Trẻ, 20 tuổi, đã sát hại cô gái ở phòng bên cạnh nơi mình thuê trọ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để cướp tài sản. Sợ bạn của nạn nhân phát hiện, hung thủ tiếp tục ra tay với cô gái này rồi lấy đi 2 điện thoại, 250.000 đồng. Sau 3 ngày lang thang tại Đà Lạt, Trẻ đón xe về nhà cô ruột nhờ gọi công an đến bắt mình. Trong phiên tòa lưu động ngày 24 tháng 4 năm 2009, Trẻ tỏ ra rất hoảng loạn, luôn nhắm mắt, cúi đầu khi trả lời phỏng vấn hội đồng xét xử. Bị cáo rất hối hận về việc mình gây ra, xin tòa khoan hồng cho bị cáo. Trẻ nói bằng giọng đứt đoạn trong hơi thở hổn hển. Tuy nhiên, bản án tử hình đã được tuyên. Giây phút bị còng ngoặt tay ra sau, bị cáo gần như ngã quỵ. 2 tháng sau, trong lúc ngồi chờ tới lượt để xét xử phúc thẩm xin giảm án, Trẻ bất ngờ vùng chạy, phi người lên vòng cửa sổ hành lang từ tầng 2, định gieo mình xuống sân. Tuy nhiên, cảnh sát đã lôi được Trẻ ra khỏi thanh cửa sổ và thay đổi biện pháp còng chân theo lệnh của chủ tọa. Hôm đó, mức án tử hình vẫn được giữ nguyên với bị cáo. Theo cáo trạng, năm 2004, Lê Nguyên Trẻ rời vùng quê Ninh Sơn, Ninh Thuận vào thành phố Hồ Chí Minh tìm kế sinh nhai. Những ngày mới chân ướt chân ráo ở Sài Gòn, Trẻ đến cùng phòng với chị gái ruột tại hẻm 237/33 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Một ngày tháng 7 năm 2008, Trẻ điều khiển xe mô tô vi phạm luật giao thông nên bị giữ xe. Không xe, không tiền để đi học bằng lái, Trẻ âm thầm cướp tài sản để có tiền chi tiêu. Theo dõi căn phòng bên cạnh nhà trọ, Trẻ có hai chị em Nguyễn Thị Hiền, 21 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế, thuê ở. Chị của Hiền là Nguyễn Thị Bé, thường xuyên đi làm vắng đến khuya mới về. Trẻ lên mua bao tay, dây dù, chờ cơ hội ra tay. Ngày 9 tháng 8 năm 2009, khu nhà trọ hầu hết công nhân đi làm, chỉ còn Hiền, ôn thi đại học và một người bạn tên Hồ Thùy Trang từ Huế vào ghé thăm Hiền, ở nhà. Trẻ kiên nhẫn chờ đợi. Đến 15 giờ cùng ngày, Trẻ leo lên gác, nhìn sang phòng bên cạnh, thấy Hiền nằm ngủ, cửa khép hờ. Trẻ liền mang bao tay, cầm dây dù treo vào phòng Hiền lục lọi tìm tiền và chìa khóa nhằm cướp xe máy. Khi lấy được 250.000 đồng, 2 điện thoại di động thì bất ngờ Hiền trở mình. Trẻ tưởng Hiền đã phát hiện hành vi của mình nên nhảy đến đè cổ, dập đầu và dùng dây dù siết cổ Hiền. Thấy Hiền chưa chết, Trẻ tiếp tục rút con dao trong phòng cứa cổ cho đến khi Hiền tắt thở. Giết Hiền xong, biết Trang đang giặt đồ trong nhà vệ sinh tập thể cách phòng trọ 10m. Trẻ liền vác dao ra đâm xối xả khiến Trang chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Trẻ về phòng tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị qua lấy xe gắn máy của Hiền bỏ trốn. Tuy nhiên, lúc này, một số người trong dãy trọ đi làm về phát hiện xác Trang trong nhà tắm nên chi hô báo công an. Hoảng sợ, Trẻ không dám lấy xe máy mà mang 2 chiếc điện thoại di động vừa cướp được đi bán ở phường An Phú Đông, quận 12, được 860.000 đồng, rồi ra bến xe Miền Đông đón xe lên Đà Lạt lẩn trốn. 2 ngày sau, Trẻ quay về thành phố Hồ Chí Minh, đến nhà người cô ở quận 12 kể lại toàn bộ sự việc thì được cô khuyên ra đầu thú. Ngày 18 tháng 8 năm 2009, Trần Thị Dung, 44 tuổi, phải hầu tòa vì đã giết chồng, người kề cận từ ngày Dung trở về từ trường phục hồi nhân phẩm. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bà này đã đâm ông chồng chết tại chỗ. Bị cáo hối hận lắm tòa ơi! Bị cáo còn có chị già phải nuôi dưỡng, xin tòa cho án nhẹ để mau trở về. Dung khóc ngất khi được nói lời cuối cùng. Đánh giá hành vi của bị cáo là rất côn đồ, cố tình tước đoạt mạng sống của nạn nhân đến cùng, hết khả năng cải tạo. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình. Nhận án, bà này đã khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Mức án này vẫn được tòa phúc thẩm, tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên sau đó. Trước đó, Trần Thị Dung sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Gái tại phường Phú Trung, quận Tân Phú hơn 10 năm qua. Hàng ngày, Dung đi làm công nhân, còn Gái ở nhà la cà, nhậu nhẹt và không chịu làm ăn nên hai vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn. Trước vành móng ngựa, Dung kể, ngày 17 tháng 2 năm 2009, khi đi làm về, thấy có người đến nhà đòi nợ, không có tiền nên bị cáo bán chiếc xích lô được 400.000 đồng để trả nợ. Chiếc xe này Dung đã góp tiền mua cho Gái sử dụng làm cần câu cơm. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Gái đi nhậu về, thấy vợ tự ý bán xe nên cằn nhằn la lối Dung. Tức giận, Dung dùng tay tát vào mặt chồng nhưng không trúng.
chưa kìm được cơn nóng giận, Dung chạy vào nhà, lấy dao đuổi theo đâm một cái trúng ngực, làm gái gục tại chỗ. Thế vậy, mọi người xông vào can ngăn, nhưng Dung đe dọa, ai can thiệp vào chuyện gia đình sẽ bị xử. Bị mọi người giữ lại, Dung vùng vẫy thoát ra và nhào tới đâm thêm 2 nhát vào người gái. Anh gái được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã chết, còn Dung bị công an bắt giữ. Sau đó 3 ngày, Châu Hùng Sơn và đồng bọn cũng phải đứng trước vảy móng ngựa để trả giá vì đã sát hại dã man chị em chủ nợ rồi bỏ vào thùng xốp, vứt trước nghĩa trang. Vẻ hòm hèm, ánh mắt man dại cùng hành vi tàn bạo của Sơn đã khiến cho nhiều người có mặt tại đó lạnh sống lưng. Tại họ chửi bới, hăm dọa sẽ giết bị cáo, nếu thoát khỏi nên bị cáo mới làm như thế. Tôi xin tòa cho mình một con đường sống, giọng Sơn khàn đặc. Tuy nhiên hôm đó Sơn không thể thoát án tử hình. Những bị cáo khác đã giúp Sơn bắt chó nạn nhân phải nhận từ 2 đến 4 năm tù về tội bắt người trái pháp luật do không biết mưu đồ của người này. Tuy nhiên, họ không giấu được vẻ thất kinh khi chứng kiến Sơn nhận mức án cao nhất. Ngày 21 tháng 8 năm 2009, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa lưu động tại phường 14, quận Bình Thạnh, xét xử vụ án giết người bỏ trong thùng xốp, vụ án từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Phiên tòa kéo dài từ buổi sáng đến 13 giờ cùng ngày mới kết thúc. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Châu Hùng Sơn, 49 tuổi, ngụ 124/14 nơi Trang Long, phường 4, quận Bình Thạnh, án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là án tử hình. Hội đồng xét xử cũng buộc Sơn phải bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bị hại Võ Thị Hoa số tiền 102 triệu đồng, bồi thường cho đại diện hợp pháp Trần Quyết Thắng, em chồng chị Hoa, số tiền 88 triệu đồng. Đồng phạm đã giúp sức cho Châu Hùng Sơn trong việc bắt giữ hai chị em nạn nhân Hoa là Nguyễn Xuân Công, 21 tuổi, Thạch Điền Long, 22 tuổi và Đoàn Văn Hai, 21 tuổi, bị truy tố về tội bắt giữ người trái pháp luật. Hội đồng xét xử tuyên phạt Long 4 năm tù, Hai 3 năm tù và Công 2 năm tù. Theo hồ sơ vụ việc, Châu Hùng Sơn có vay của vợ chồng chị Võ Thị Hoa, ngụ quận 2, số tiền 600 triệu đồng. Do vợ chồng chị Hoa nhiều lần đến đòi tiền nhưng Sơn không trả nên xảy ra cự cãi. Biết mình không có khả năng chi trả nợ nên Sơn tìm cách giết vợ chồng Hoa để quyệt nợ. Để thực hiện kế hoạch bất nhân này, Sơn dàn dựng một màn kịch rồi lôi kéo các đối tượng Công, Long và Hai tham gia với giá 3 triệu đồng. Ngày 14 tháng 12 năm 2008, Sơn gọi điện thoại hẹn chị Hoa đến nhà mình để nói chuyện, đồng thời hứa sẽ trả một phần nợ. Tin lời Sơn, chị Hoa cùng anh Trần Quyết Thắng, em bên chồng, đến nhà Sơn trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh để nhận tiền. Lúc này, Sơn ra hiệu cho nhóm côn đồ đã thuê lao ra khống chế, trói lại rồi dán chặt băng keo vào miệng để chị Hoa, anh Thắng không thể kêu cứu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ba đối tượng kia ra về, còn Sơn đóng cửa lại và dùng dây ni lông trói tay chân hai nạn nhân, đồng thời mở băng keo miệng ra để nói chuyện với chị Hoa. Quá phẫn nộ, chị Hoa nói, tao mà thoát được sẽ kêu giang hồ xử cả nhà mày. Điên lên, Sơn dùng dao gọt vỏ nhựa của dây điện rồi cuốn lõi đồng vào tay chân của chị Hoa. Đầu dây điện còn lại Sơn cắm vào ổ điện, làm chị Hoa bị giật chết ngay tại chỗ. Khi chủ tọa hỏi, anh Thắng không thù không oán, tại sao bị cáo lại giết? Sơn khai, bị cáo sợ Thắng sống sẽ báo công an biết hành vi của mình, nên dùng dây điện cuốn vào cổ rồi trích điện cho anh Thắng chết để diệt khẩu. Sau khi giết người, Sơn cướp đi 2 điện thoại di động, 400.000 đồng và nhờ người mang chiếc xe máy Spacey của chị Hoa đi gửi ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 với tiền công 100.000 đồng. Để phi tang, Sơn bỏ xác hai nạn nhân vào thùng xốp đã mua trước đó, đậy nắp lại dán chặt, rồi thuê xe ô tô chở đến bỏ tại khu vực gần nghĩa trang Tái Thiêu, Bình Dương. Ngày 28 tháng 9 năm 2010, Đào Văn Hải, kẻ đã đâm ông chủ cũ rồi mặc cho vợ con nạn nhân van xin, hắn vẫn xuống tay sát hại họ rồi tẩu thoát cùng nhiều tài sản cướp được. Hải khẩn khoản vì họ không trả lương sang phẳng nên bị cáo tức giận mà làm vậy. Giờ bị cáo ân hận lắm, xin tòa khoan hồng. Nhưng mọi sự ăn năn đã quá muộn, kẻ mất nhân tính không thoát được bản án nghiêm khắc nhất của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bạn thân của hắn, áo trắng, phải nhận 1 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Ngày 28 tháng 9 năm 2010, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử lưu động đối với Đào Văn Hải
kẻ gây ra vụ sát hại cả gia đình chủ cơ sở trang trí Thạch Cao, số 685 đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để cướp tài sản. Tòa đã tuyên án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản đối với Đào Văn Hải, 21 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định, người làm công cũ tại cơ sở Thạch Cao trên. Phạm Văn Sơn, bạn Hải, cũng bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù về tội che giấu tội phạm, do biết Hải giết người nhưng vẫn cho Hải ở nhờ phòng trọ của mình tại Hà Nội. Tại phiên tòa, Hải khai nhận, khoảng tháng 3 năm 2010, anh Phạm Ngọc Hảo thuê Hải làm thợ trang trí Thạch Cao, cho Hải ăn ở trong cơ sở của gia đình. Làm được khoảng 10 ngày thì Hải đòi nghỉ, đi làm cho một cơ sở khác và yêu cầu anh Hảo thanh toán tiền công. Anh Hảo không đồng ý vì trước đó Hải đã tạm ứng rồi. Nghĩ anh Hảo ăn chặn tiền công của mình nên Hải nảy sinh ý định giết vợ chồng anh Hảo để cướp tài sản. Tối mùng 4 tháng 4 năm 2010, Hải đến nhà anh Hảo xin ngủ nhờ để sáng mai về quê. Vợ chồng anh Hảo đồng ý. Đến đêm, Hải cầm hai con dao vào phòng ngủ của vợ chồng anh Hảo và cháu Phạm Ngọc Quý, hơn 2 tuổi. Hải rút dao đâm vào bụng anh Hảo nhiều nhát, sau đó quay sang đâm chị Nguyễn Thị Ngoan, vợ anh Hảo. Chị Ngoan van xin thì Hải buộc chị phải mở tủ lấy tiền đưa Hải. Chị Ngoan lấy được 16 triệu đồng đưa cho Hải. Vừa lúc đó, cháu Quý thức giấc kêu khóc. Sợ hàng xóm nghe thấy, Hảo cầm dao chém vào cổ cháu Quý, sau đó tiếp tục cắt nhiều nhát dao vào cổ chị Ngoan khiến chị gục xuống. Hải lấy xe máy, giấy tờ và một số tài sản khác bỏ đi. Về Hà Nội, Hải đến ở tại phòng trọ của Sơn, sau một thời gian thì bị bắt. Anh Phạm Ngọc Hảo đã bị Hải giết chết, còn mẹ con chị Ngoan dù bị Hải cắt cổ nhiều nhát nhưng may mắn vẫn được cứu sống. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.